Rồi, vô. 5 hiệp bọc lên mỗi hiệp 15 cái. Trong vòng 5 phút, 3, 2, 1. Vô. Chạm thôi. Chạm. Gần, kiểm soát nữa. Hít thở đều nha. Nằm xích đồ xuống một xíu. Mỏi lắm á. Bao mỏi thẳng xuống dưới luôn. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, thở đây đủ 15 cái một nhịp chưa? Dạ rồi. Rồi, thở đây đi. Mới có 30 giây nè. Thứ hai, cố gắng tập chậm hơn, vô hơn, gần một chút một nha. Ok. Dạ. Rồi, 15 giây. Rồi, rồi được chưa? Mình thở đến hít thở đi. À, cố gắng nâng cao hơn nha, nâng ngược cao lên. Rồi 2, 1, lên đó, nhưng mà xuống không dành sàn giữ lại. Ừ, nhằm giảm thôi, cổ dày một cái là được rồi. Được chưa? Đó. Thì ba chậm hơn một xíu nữa, nâng cao lên giữ ở trên, hạ từ xuống giữ lại tập 3 giây, cỡ 3 giây một cái nha. 3 giây một cái. Tập chậm hơn một xíu, gồng giữ cứng hơn ha, cho nó vô hơn nữa nha. Hiểu chưa? Rồi, hiểu chưa? Rồi, ở đây rồi. Tập cái bài cái thang của nhau tập đến nó vô chúng ta là nó nhanh. Nó phải bằng lên lực. 3 2 1 vô. 15 cái nha. Ờ, chạm thôi. Chạm. Lên giữ lại xíu nha. Lên xuống, đẩy lên xuống, miếng 5 kg. Ừ.
Được nha. Để buông cái tạ lại cho anh nha. Ok chưa? 2, 1. Một hiệp, 15, vô. Hít thở đều xuống sau, phải lên. Rồi, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên. Xuống hít vào lên, thở ra, gồng cái bụng lại giữa cái lưng thẳng ra. Thở ra cho hít. Thở ra cho một hiệp 15 cái. Nén ra. Thở. Thở. Tốt. Còn mười mấy giây. Khó đó. Thở chưa? Thở chưa? 6, 4, 2, 1. Vô. Hít sâu rồi giữ lưng thẳng, gồng cái bụng, ngưỡng cái ngực lên, ngưỡng cái ngực lên, gồng cái bụng này. Ừ, xuống này đó. Nè, ráng lên, ráng lên, ráng lên, còn 29 giây, 29 giây, nhớ lên. Ừ, tốc độ lên, gồng sức đi, điều khiển nó đi. Một, tụ lại. Thở đi em. Còn có 7 giây nữa thôi. Bắt đầu vô hiệp chính. Cái bài đầu là thành nóng rồi. 2, 1, vô hiệp 3, hết chưa?
Rồi, mặt trái phong thả. Rồi, kéo lên. Kẹp sau hai tay lại, duỗi hết hai tay lại trước. Kẹp sau hai tay lại và duỗi hết hai. Kẹp sau hai tay lại, duỗi hết hai tay trước nha. Hết biên độ, đừng nhẹ nhàng vậy. Nằm người lên luôn, nằm người lên luôn, mỏi lưng lắm. Đúng không? Rẽn lên. Vai lên, phần ở đây, nó chẳng, nó đặt lẽ. Mấy chục cái 15 cái. Đủ chưa? Cái mặt hơi bổ. Đầu không chạm đất nha. Rồi, cố gắng đừng nghe nghe bên. Rồi, cái gì? Còn cái này đây. Vô chuẩn kỹ thuật này hello à không chạm lại hãy chạm lại chuẩn kỹ thuật xíu rồi đừng đừng nghe quá bình thường. Từ 2 giây 10 9 8 5 2 1 Vô đây em chào bà. Rồi tiếp theo, 5 tiếng qua bên. Bước nha.
một hiệp 10 cái mỗi bên chân. Và tất nhiên thì mình chỉ có 5 phút rồi, mình cho 5 hiệp cầm bả đơn một bước. Chuẩn bị nước, chuẩn bị tạ. Được cố gắng bước sau, bước xéo sẽ có dọc điều cảm á. Chuẩn bị chưa? 2 3 tốc độ lên, lên xuống mặt bạch đàn nào nha. Xuống đủ sâu nha, đầu gối giảm thảm luôn cũng được, em đứng trên thảm á. Đó, đầu gối giảm thảm nha. Nào, ừ, thẳng lên. Chúng đến một bên thôi, 8, 9, xuống sau nha, 10, rồi ok, thả xuống, thở, nở nhiệt độ cho nhẹ một xíu, duỗi chân ra, thở, duỗi chân ra, thở đi. Hết 15 giây. Lỗ 15 giây. Vô, hiệp 2. Và bắt buộc cái lỗ 15 giây thôi. Dồn quá, dồn theo không nổi. Để một bên đây nha. Em chỉ còn em tập trung để một bên nha anh thôi. Đầu gối xuống luôn. Mạnh lên, mạnh nữa, bình tĩnh, giữ lưng lại,
Dạ, chúng sau vô. Máy ơi. À. 6 7 8 giây 9 giây 5 4 Ok, được. Việt Nam có bà đứng cái phục tài quan thì mất người tài vô TV nha. Thở đi. Thở. Thở. Rất tốt. Nước. Nước đi. Nước đi. Vô thể lực tiếp theo. Né. Tập là cái gì đó. Xung là sức em nó khỏe lắm. Rồi, 5 phút tiếp theo. 5 phút tiếp theo. Đóng tay nhảy rút gối cho anh 20 cái. 5 hiệp. 3 2 1 Vô. Dài thấp ra. Giữ đều hơi thở của mình nha. Tốt, 12 giây.
2 1 1 rồi 26 phút thở đây.